Xin được mến chào toàn thể các bác. Trong video này lại xin phép test cho anh Hương ở Bắc Ninh các bác nhé. Anh Hương ở Bắc Ninh một Radian Bass 25 một kèn. Cũng rất là nhiều các bác hỏi em về dòng lọc Davis càng 231 thì hôm nay tiện test luôn để cho các bác cùng thẩm âm nhé. Radian đây. Đó, em sẽ quay cụ thể nhé. Đó. Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đan diều em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thướt tha mỹ miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như mảnh áo buồn chưa quên. Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, tây đô sẽ sống lại yêu thương. Vâng, chất âm rất là hay các bác nhé, với dòng lọc Davis 231 hàng bãi các bác nhé. Và Radian đó. Radian model là CRA 1001, test cho anh Hương Bắc Ninh. Anh có chuyển khoản đủ và giờ sẽ cho anh em đóng hàng cũng như là vận chuyển lên cho anh. Còn lọc đó, các bác rất là nhiều các bác quan tâm thì em cũng lên view cụ thể luôn như vậy. Sẽ có dòng nguồn xung, nguồn xuyến, nguồn biến thế các bác nhé. Đây, dòng hàng bái thì tất cả đều là dòng cắm hết các bác nhé. Đó, tất cả linh kiện cắm hết. Đó. Còn loa của anh Hương thì rất là đẹp nhé. Đó, sẽ quay mặt sau. Và jack new trick thì bên em cũng có tặng nhé. Tặng kèm jack new trick về, chỉ về cả đấu dây loa là sử dụng thôi. Đó, như vậy thôi. Ok các bác nhé, rất là cảm ơn anh Hương rất là nhiều. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.